Ok, hello anh em, chào anh em quay trở lại với John Henry Simin. Và tôi là John đây. Và hôm nay tôi cho một trò chơi tên là Gulos. Gulos Tales. Ok. Game này nó, đây là con game cuối cùng tôi chơi trên game MPE đấy nhá. Tutorial đi. Đây. New. Nhát. Rồi thế nào? Cái gì làm gì ạ? Đây. Đây rồi. Rồi. Ra giờ 5. Ok. Ấn 5 để làm điều này đúng không? À ok. Chúng ta có 180 phút. Chúng ta xem gì với nó đây. Tự hủy à? Ok. Được rồi. Tôi hiểu rồi. Ok, nhảy đây này. Đen đấy. Rồi. Không lên được đấy nữa rồi. Ok. Được rồi, ok. Nhưng nó hơi khó này. Mình sẽ thử xem là có được không đấy nha. Ta không thể lên đấy rồi. Sự đánh giá game nó chứ không gọi là gì nhỉ. Không được rồi. Cái này kiểu gì? Chơi lại được không? À đây thôi. Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Ok. Bọn này game khốn nạn đấy nhở. Nhưng mà thôi không sao cả. Tôi sẽ cố gắng chọn là phím bên 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 trái vậy. Phím bên phải bây giờ nó đang phản bội tôi lắm rồi.
Hãy cố gắng nhanh chóng. Ok. View ấy. Bạn cũng quen con này là sao nhỉ? Thói quen thôi. À, là bom. Ok, đạn à? Vậy thì đạn của chúng tôi này. Ăn chuối. Chuối có được gì không? Tôi nghĩ đây không phải Donkey Kong đâu. Ok, sang Google Maps. Rồi. Xuống dưới này nha. Level 2. Cần 8 quả đúng không? Ok. Ồ, hay. Hay đấy, hay đấy, hay đấy. Cách này hay này. Hai này, hai này, hai này, hai này, hai này, hai này, hai này. No, 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 mấy cái này tôi không được quen lắm. Ok.
Cho bố mày vào. Lên 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 không không chúng ta đã đến được nơi rồi sao? Chúng ta suýt nữa thì làm được rồi đấy. Ôi cái cuộc đời ơi, tôi phải cảm ơn cuộc đời vì đã cho tôi không phải đỡ đỡ phải bị Tom and Jerry, nhạc Tom và Jerry chèn vào. Tom and Jerry chèn vào. Yes.
The second option to play this game. Nó chính ở đây chứ đâu. Tôi hủy này, tôi hủy này, tôi hủy này. Rồi, 15 cái bắt đầu. Lần đầu tiên tôi từ chối game của anh Trung đấy. Nên sẽ không có cái con game nào về GMPE nữa. Đây là lý do tại sao đây là con game GMPE cuối cùng theo như tiêu đề bảo rồi đấy. Hoặc là phần mô tả, anh nhầm phần mô tả mới đúng. Mấy cái này nó sẽ gọi là leo tường hơi nhiều đây. Tôi chơi Hollow Knight trên sẽ biết nhiều thôi mà. Tôi hay mở kênh phụ ra coi mấy cái đống mà YouTube đã đề xuất cho tôi đấy. Anh em nào cảm thấy chán vì siêu song vẫn chưa ra không? Tôi cảm thấy đang rất là chán ở đây. Tôi chỉ muốn nói với Team Cherry một câu rằng là gì anh em nghĩ biết rồi đấy. Gợi ý, tôi dùng meme của Bauman để làm cho kênh mình 4. Nào. Ngon. Ui. Hay. Adu, tự hủy luôn. Ngon. Tôi có thể triệu hồi bóng kiểu này. Mày có thể đẩy được người ta như thế này. Ngon nốt. Đã đủ chi tiêu rồi đấy. Về thôi. Tất cả mọi thứ đều phải từ từ. Không thể nghĩ chuyện 20 ở đây được. Go to World 2. Ok. I'm gonna go to the second world. Game có bao nhiêu world vậy? Nếu là 8 thì chắc chắn là tôi sẽ phải dành cả một tuổi thanh xuân đây. Bởi vì game này nó không có. Bởi vì game này làm gì có cái warp zone nào đâu.
Không được, cái này có bao nhiêu world map nữa? Chắc chắn sẽ có world 3 này. Và tôi sẽ phải mệt thêm đấy. Bởi vì hành trình của game này nó rất là dài luôn. Nếu bây giờ mà tôi chết mà tôi phải chạy từ đầu chắc là nghỉ mẹ thôi. Đây là Sonic Jump nữa. Bản Java tôi chỉ, tôi định quay lại bản Java chứ đừng có chơi Android nhá, bởi vì Android bây giờ đang tôi lại có thói quen ấn nút 34 rồi. Không ấn nút gì khác ngoài nút 34 à? Xong. Cái trò này có cứu được Hollow Knight hay không? Chắc là không đâu, bởi vì tôi chơi Hollow Knight nhiều, tôi nó là chân ái mất rồi. Thế đang dồn tôi vào đường cùng đây. Nếu game này mà có địa ngục chắc tôi đã không muốn chơi nữa rồi. Mess Adventure được có vui hơn không? Chắc tôi nghĩ là never đâu. Nó quick level kiểu gì? Nó thoát game kiểu gì? Tôi không thoát được game. Tôi không ra khỏi world map được. Ok.
Được rồi. Level 3. Yes. Ok. Level 4. Sẽ liên tưởng đến Bowser Castle đúng không? Nó giống như cái vua một thôi, chả khác con mẹ gì. Xong. Tôi đã xong công việc của mình rồi. Ok, đến đây kết thúc rồi. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại vào những buổi sau nha. Bye bye. Yes.
Ok. Nghỉ thôi. Giờ quýt con mẹ nó kiểu gì đây? Chắc tôi phải tìm cách thôi nha. Bye anh em nha.